mà này này ông lái đò ơi, ông ơi ông còn nghe thức hay ông ngủ rồi, xin ông ra tay làm ơn làm phúc phúc nghe đưa vong hồn cha con về bồng lai. Ây à, đêm hôm ây à, đêm hôm thời khuya khoát não còn đang ngủ, thế mà nghe như có khách gọi đò. Đêm hôm khuya khoát thế này rồi, để đến mai nhá. Dạ trình ông, cha con nay đã hóa người cổ xưa, muốn về Tây Trúc thì phải đi qua con đò Bát Nhã. Này đây chăm sự nhờ ông, chỉ còn có đêm nay cha con còn ở trong mái ấm gia đình. Nhờ ông ra tay làm ơn làm phúc để đưa cha con về bồng lai thiên cảnh đó à. Ây à, ấy à, vậy là có khách nhà Phật muốn qua sông về Tây Trúc đấy hử? Phải rồi. Ờ thôi được rồi. Thế tiếng vàn xin này khóc thì kẻ ra não cũng thương tình. Ấy mà không cho sang thì ắt là mang tội. Mang tội. Thế nhưng chỉ sợ rằng cho sang rồi này phớt mặt làm ngơ. A Di Đà Phật. Ấy não cứ bảo thật thế này nhá. Bảo thế nào ông ơi? Ấy rằng qua sông thì phải lụy đò, mà có tiền có gạo thì sái mới rước được củ sang sông ấy vậy ấy nhỉ. Dạ trình ông, nay tiền gạo các con các cháu cũng đã thành tâm, thôi chăm sự nhờ ông kéo đêm có khuya ngày có dạng ông ơi. Ấy thế là có tiền có gạo rồi đấy hở? Phải rồi ông ơi, đủ cả rồi. Ừ, nhưng mà não tuổi già sức yếu. Vâng. Đừng có mà lừa não nhá. Ông cứ ra đi, có cả chuối xanh đây rồi ông ơi. Thôi được rồi. Thế ấy mấy rằng sai bước chân này chân ra mà đưa lòng đi vắng cành gần là xa khắp mọi chuyện anh mà lệnh anh một là bên một thuyền mà một chèo một lái sai cho người thế này ai đi đò trái chở khuyến mại tuyển chiến đi luôn anh chân lên ông ơi chuyện anh nga đây một là bến một mà một là treo một là sai chờ người yêu ơi ai ơi à
đẹp mà như cảnh đẹp mà nó đường là khoe tây chúc mà tiên là có hồng. Các bác có biết tiên có hồng là gì không? Ây không, không có hát tiền là não chẳng cho ý. Ây à, thôi được rồi. Lạy ông. Ây à, chào bà con. Chả dám chào ông. Chào các ông, các bà, rồi anh em nội ngoại gần xa của ông Vong. A Di Đà Phật. Ây da, chẳng là hôm nay ông nhà đây là Bách Tuế Quy Tiên. A Di Đà Phật. Mà ông muốn đi thăm chùa Non Nước nên lại muốn đi xem tiên non bồng mô Phật. Ây da, rằng là ông nói với sãi, ông bảo là ông muốn đi thăm pho tượng Hiếu Long. A Di Đà Phật. Mà chín dòng châu Nguyệt ông muốn đi thăm sông Hải. A Di Đà Phật. Ây da, bởi sông Hải Hà thì có thuyền Bát Nhã. Có thuyền Bát Nhã. Thế có ông Đức Phật Di Đà người đang đợi nãy đưa vòng sang đấy bà con ạ. A Di Đà Phật. Ê, các cụ cùng bà con, cô bác cũng thông cảm cho sái. Sao thế ông ơi? Ê, chẳng dấu gì nay sức yếu tuổi cao. Tôi uống mấy chén rồi. Ôi nào có được chén nào đâu, có A chén vẫn bỏ dở. Rồi. Chứ này uống mấy chén có mõ. Ôi thôi được rồi. Ê, xin phép xin phép các giả các vãi rồi anh em nội ngoại cho sai nghỉ tí. Chứ thở trà xong thế này thì chả biết có đưa được ông sang sông không. Năm nay bao tuổi rồi ông ơi? Ôi giời, chẳng giấu gì các bác, em năm nay 71 tuổi rồi. A Di Đà Phật. Ừ, A Di Đà Phật. Ông thế tiền chẵn đâu đi cho ông toàn tiền lẻ này thì. Ôi giời, có kiểm cũng đã hết thời gian rồi, nói gì là đi nữa. Ông ơi, nhanh lên, đêm khuya mất rồi. Ừ. Nói thật với các bác rằng á, em theo thầy học đạo từ năm lên 1 tuổi, mà năm nay em 71 tuổi rồi mới chở chuyến đò đầu tiên đấy. Ừ. Thế thì ông đắc xô quá còn gì. Ừ, thế à, thế đây có gì mà chữa được ấy, thì mong các bác thông cảm nha. Em chỉ có trách nhiệm mà đưa ông Vong sang Tây Trúc thôi, xong em còn về. Ô Phật. Ừ. Ê, A Di Đà Phật. Đấy, cho ông Vong cái tiền ý, ông đi đường ông tiêu cho tiền. Ông tiền lẻ lại phải tay sách nách mang, cái túi đâu mà đựng bà nhỉ. Ê, anh em con cháu, nhất là một lòng tòng một đạo ra tâm ba tiền đỏ thì cứ cho ông cái tiền chẵn đấy. Ừ, ông đi đường ông tiêu cho tiện. Thôi được rồi. Thế nào? Xin mời anh em con cháu của ông Vong. Ôi trời ơi, tiền này mà chốc nữa ra sông này, gió bay chìm. Ông ơi, không có mò được đâu. Thôi được rồi. Nào xin mời các con các cháu của ông quỳ lên cùng sãi để nhất tâm khấn đò, rồi còn rước Vong Linh ông xuống đò để sãi còn trèo chở đưa ông đi vãng cảnh, chứ không người khuya quá đi thăm chùa, chùa đóng cửa hết chả vào được. Ây à, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, ngày nay con là đại chín là phương trời mười phương Phật, mười phương chư Phật là chư Phật mười phương. Ây à, con là này ông thần sông, này bà thần bến, này bác thổ bờ. Ây à, hôm nay có linh hồn ông bà Quảng Trường, ông hưởng thọ 51 tuổi.
51 mùa xuân ông tuổi trẻ phận già, vĩnh biệt cõi thọ, vĩnh biệt trần gian, ông theo con đường về với tiên tổ. Thế gia đình anh em con cháu hết lòng mồ đạo có sắm sửa hương đăng trà quả thực để đại các cụ gia tiên tiền tổ thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội năm đời trở nên mười đời trở về. Về đây giáng hạ linh sàng chứng giám lòng thành của các con các cháu. Để rồi rước mời vong linh hương hồn ông Bàng Quảng Trường xuống đò để sái thần trạo công đưa ông về miền Tây Phương Cực Lạc cho hồn ông được thanh thản. Ấy con là giả Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Phật thế nào nay hồn ông đã bước xuống đò rồi, thế để sái khai quang rồi sái còn là đưa ông đi đò nhá. Nào xin anh em tiếng đàn tiếng nhạc để sái khai quang. Ấy này bỏ lòng mà con là tiếc cháu thương, đi đâu mà vội hôn ơi hôn. Sai khai quang khai quang khai quang khai đò sãi thời bằng giấy mà ván nát là bằng thuyền sãi chở trên cô thời công đi mà rơi nước. Nay vòng hồn là ông ra đi trước để thì nào anh em con cháu của ông mong bảo nhau xa tầm tiền mà ấy con năm mươi di đà phật. Nay sãi đã khai quang con đò sạch sẽ rồi mà vong linh ông đã ngự dưới bản đò của sãi rồi. Thế sãi có mấy lời để căn dặn là anh em con cháu của ông thế này. Thôi thì ông nhà đây tuổi trẻ phần già ra đi không còn nữa, chỉ còn có đêm nay nữa thôi là đêm sau cuối mà chuyến đò đưa ông về miền Tây chúc cho hồn ông được thanh thản. Thì thôi anh em con cháu của ông cứ nhất tâm nhá, trả cho ông tiền đò để ông đi lễ Phật mười phương. Ê, điền tươi miếu tốt ông vào thắp nhang. Thế ông vào chùa lễ Phật để cầu trời cầu phúc cho con cho cháu của ông. Sống ở trên đời già được mạnh trẻ mà già mạnh khỏe mà trẻ được bình an. Thôi được rồi nào, xin mời tất cả các anh các chị rồi các cháu đứng dậy để cùng sái rước ông đi thăm chùa. Nào anh con trai đứng dậy. Thế bà ngồi đây nhá. Thế lúc nào mà sái em rước ông vào cánh chùa nào thì bà cứ gọi là ơi ông ơi, ông vào chùa lễ Phật thì tôi trả tiền đò cho ông để ông lấy tiền mua sớ mua điệp ông vào chùa lễ Phật bà nhá. Thế nào tất cả anh em con cháu bên nội bên ngoài cùng sái rước ông đi chơi chùa. Không được đâu. Thập nắm không được đâu. Thế chẳng dám mà ai ơi sãi chèo đò. Này chẳng dám mà sãi tôi chèo đò. Đò đi là về Tây Trúc vong hồn là ông được nhau. Tôi trách trách cái thân tôi đừng mũi ai ơi cầm sao nay
cầm cầm sao tôi đầy đò dầu dầu mà sai cho xa sông đưa vòng về với tổ hôm nay phong đã lên đủ số hôm nay phong đủ số mà phải qua con đò này thì nào anh em mà con là cháu mà xa tâm mà tiền đo để xa là đứa phong vang cảnh phong đi vang cảnh đó đây khắp mọi miền thì giờ đây phong linh ông ở đâu ông ơi mau bước chân xuống đi đoà xuống con đò thì để cho ông là nai xin bắt là mái trèo với nước ông ơi cảnh nhà chùa ông vào chùa mượn chiếu chùa thắp tuần nhang ông đi kia để ăn họ phan đưa hồn thì ông đi đưa hồn ông thăm mà ta cạnh chùa thì ông la lên la thăm hoa cảnh Lạng Sơn Lạng Sơn là châu thổ thượng nên thượng ngàn thắm là sơn ông đam mê mời ông nghe bóng mà thắm mà đền mẫu sơn đây bổ lần mà rồi xin mời ông nghe bóng về thắm tam thanh bổ lần nhất nhị tam thanh bổ Ngã sơn la có cho đồng đồng rước ông đi thăm ma phổ kỳ đưa ông được về bắc lệ thăm châu bé rồi mời ông ghé Quảng Ninh thăm chùa ba rồi mời ông về Yên Tử mà đi cắm treo mời ông lên thăm chùa đồng họ là phan đưa hồn đi thăm mà ca cạnh chùa rồi xin mời ông về thăm hải dương thăm côn sơn xong rồi ông về Ninh Bình Nam ông về Nam Lễ ông ghé mà bãi đình đình là mình rồi xin mời ông ghé đồng tràng ông ra tràng ông được đi du à rồi ông về Nam Định mà thăm ma ông ơi về đây thăm chùa phủ này xong xin mời ông về đền phòng mà thanh ngã
Xin mời ông hãy ghé bóng bà thăm nghề an thăm ông hoàng người ông được về thăm quê bác nghề rồi sai đưa ông vào thăm đền ông hoàng được về Thái Bình ông làm mà đấy rồi ông hãy nghe bóng mà thăm 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 chùa thầy về chùa thầy ông được nghe bóng thăm quan chùa hương một lần có bế trong bể rồi xin mời ông lên Phú Thọ thăm ma ông ơi lên Phú Thọ thăm đền xong xin mời ông ơi đi làm mà lễ ông đi làm lễ ở đất nào cái thăm xa ba bảo ông là vào thăm đền hoang bảy đây tỉnh cao bằng nên cao bằng nước trăng gạo trăng ông được ghé lặng bó mà thăm ở quê hương cao bằng rồi xin mời ghé bóng mà thăm ông về đây thăm bác ông ơi ông nhẹ ông nhẹ hót ông được mà xuống đò tiên để sai đưa ông trở về ông được mà về ghé tình bác đi xa ông được ghé thăm đền phố trên thượng được về nơi đây làm mà lễ ông về làm lễ chùa Bồ Đà ở Việt Yên làm mà rồi xuôi đắp cầu về đền bà chúa kho đền bà chúa kho ở Bắc Ninh mời ông rồi đèn đô mời ông nghe thăm cảnh đèn thăm xong ra
rồi ông về thành đô làm thế. Ông về làm thế nơi đây chốn thành đô ông nghe thăm mà nắng bạc hà hồ. Rồi xin mời ông bước chân ra dài rước ông đi thăm ba mươi sáu mời ông về đây làm mặt rồi ông hãy khẽ bóng về đông anh để thăm cổ hoa thành. Rồi xin mời ông hãy về thăm sóc sơn một lần thăm đền thánh dòng về tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên có đền Tân Chùa, mời ông về Thái Nguyên là ông được là ghé thăm thường đùa hà đu ở Thái Nguyên một lần, sai xin mời ông là ghé mà cầu muối ở về thăm đền cầu húng lên mời ông về chùa rồi ông hãy nghe bóng mà thăm đền là phú điện chùa xưa là dòng. Rồi xin mời ông nghe bóng về quê hương nhà mình ông về quê ông khẩn đã cầu cho cháu cùng con sống ở trần gian là được bình an thỏa chàng là bình an. Gần là xa đây đó chùa đẹp xinh ông ơi ông được ghé thăm mà rồi nay về chùa nhà cho gần con gần là cháu rồi mai đó ông phải ra đi về nơi bình nhà mà cháu con cần cầu nơi đó chốn mộ. Ông ơi nơi đó chôn mộ sâu là quê Vĩnh Nga.
bên rồi. Chị Đà Phật, thế nào có còn ai trả tiền đò cho ông Vong nữa không? Có hả? Thế tất tay đi, để sái còn rước ông lên trên bàn thờ nào. A Di Đà Phật. Thì nay đò đến bến rồi. Xin mời con cháu rước vong ông lên trên bàn. Nào xin mời tất cả các anh chị em cùng ngồi trước ông lên trên bàn thờ để ông ăn nghỉ. Này cha ơi, thế cha đã xa mà đi xa, cha bỏ con bây giờ, cha bỏ cháu mà để trên là đời. Trên là đời bơ cha ơi, đêm nay nhang khỏi con thờ chư phụng biết ta bắt lòng mà cha quá mà để có mập mờ cha ơi, chúng con là vai này con là cầu chú nguyện cầu cha về tây chút cha ơi, tôi cầu cho cha về đây chúc linh hồn cha được thành.